nắm như tấm lòng của bác. Có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng của bác, nhớ tới đồng bào miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy mà thủy chung mà son sắt, nhớ tới người từng phút quyết giữ tròn niềm tin. Trên khắp quê hương thắng trận lẫy lừng, trên khắp tâm lòng miền Bắc, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng miền Bắc hướng về miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao bấy tình vang lên từ miền Nam, vang lên từ miền Bắc, tiền tuyến thành đồng và hậu phương mà lũy thép theo tiếng người dục vang. Phải về đây chuyện các hiệu vang thành khúc một bộ về thăm tâm lực khổ thăm tâm thương sĩ ông bà đã nhận mạnh vô một sao bán của tiên nghe dừng bán ra một sư hoặc là được mang đôi xa hoặc là ngày 19 tháng 5 năm 1890 đục vào một sen thường đêm đêm mà người và chị cũng cười rất đẹp thử bài dệt vải kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Những lúc như vậy bà lại đặt con vào một cạnh võng vừa dệt vải và mua sắm. Và làng sen quê cha xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát đưa đò đưa. Thank you.
giữa ân tình giữa bát ngát hương sen. Một người đi xa, ngàn người mong đợi và ngàn năm không quên. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vòng xưa ru tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vị quê trong hương cố mơ mùa thu. Hồ Chí Minh, người làm quê hương như sông Lam trắng cạn. Hồ Chí Minh, người làm mùa hoa sen tỏa ngát hương đời. Hồ Chí Minh, người làm quê hương như sông Lam trắng cạn. Hồ Chí Minh, người làm mùa hoa sen tỏa ngát hương đời. Người làm mùa hoa sen. Chỉ bác là người cuối cùng trong gia đình của bác ra đi. Mà đến năm 1957, trong hơn 50 năm xa cách quê hương, bác mới có dịp trở về thăm quê lần đầu tiên. Mà ngày về, anh trai bác đã mất được 7 năm, chị gái mất 3 năm rồi. Trong ngôi nhà này không còn một người tân hòa nào bác. Đây là tiên quyết họ chăm sóc chúng ta được bắt đầu từ một ngày trước. Nhưng ngày khác trong lòng, chúng ta vừa cầm nhà bác xuống ngôi của nhà ngang. Nội dung thì các em đã ghi xong, và chỉ chúc các em luôn sức khỏe, hạnh phúc, con tập tội và có chuyện thông tập tập tội cho quý bạn hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó Bác Hồ người gọi ơi miền Nam. Đường cách xa bao la đất miền Trung, đâu biết hồi bây giờ quê ta trong tim bạc. Trời Bình Khê xanh trong bát ngát, lưu luyến một chiều Bác đến thăm cha, chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa.